Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ai đang lỡ động lòng vì bạn Và tại sao? Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1 tụ 2 ha và tụ 3 rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ai đang lỡ động lòng vì bạn và tại sao. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụi một là những người có thể là đang bắt đầu những cái um, kế hoạch mới trong cuộc sống ha à, có thể là các bạn đang rất là muốn làm một cái điều gì đó mới mẻ ừ. một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đang có sự chú trọng trong cách gọi là luyện ăn luyện nói kiểu như vậy ha à, có một cái sự cố gắng nỗ lực à, ăn nói cho chảy hơn rồi à, biết sử dụng ngôn từ khéo léo hơn chẳng hạn ừ và mình thấy các bạn là những người cực kỳ sáng tạo cực kỳ thông minh ha? và các bạn cũng là một người rất là đầy cái um, dũng lực ha? là những người còn là luôn hướng về phía trước và đôi khi có thể là các bạn uh, giỏi nhưng mà các bạn có một cái sự uh, che giấu cái điều đó ha? À, một số bạn ở đây mình thấy các bạn là những người tràn đầy sự yêu thương trong tình yêu các bạn rất là lãng mạn và các bạn cũng là một người biết lan tỏa tình yêu thương ra bên ngoài ha? kiểu như là biết chia sẻ biết cho đi biết hỗ trợ giúp đỡ người khác tháo gỡ những khúc mắc cho người khác Tuy nhiên đôi khi có những cái khúc mắc bên trong bạn thì bạn um, tự mình giải quyết chứ bạn không có thể kiềm kiếm một ai đó tại vì có thể là bạn là người sống nội tâm ừ, bạn ít khi gọi là chia sẻ với người khác ha một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đang bị mất phương hướng về một cái điều gì đó một cái tình huống nào đó khiến cho bạn cảm thấy bị mắc kẹt ha bạn không có tìm ra được cái hướng đi rõ ràng hoặc là một số bạn ở đây có thể là các bạn đã từng rất là lận đận trong tình yêu ừ. đây mình thấy dường như các bạn đang ở trong cái thế của một sự gọi là bảo vệ trái tim của mình bảo vệ cái không gian của bạn ha à, hoặc là các bạn đang có sự gọi là phân dân giữa hai con đường ha à, hai sự lựa chọn không biết là nên chọn cái này hay cái kia hay là nên cái đi con đường này hay là đi con đường khác kiểu như vậy hoặc là hay ở lại hoặc là ra đi nói chung là bạn đang có sự bối rối và các bạn cũng đang rất là chờ đợi một cái thông tin rõ ràng để bạn có thể có những cái quyết định dứt khoát hơn ừ. một số bạn ở đây có thể là bạn rất là bận rộn cho nên mà không có thời gian chăm chút cho bản thân hoặc là có thể là một số bạn người sức khỏe không có được tốt trong thời điểm này cho nên là các bạn muốn ở một mình nhiều hơn ừ và mình thấy các bạn là những người kiểu như là trong nóng ngoài lạnh đó ha một người có một cái trái tim ấm áp nhưng bên ngoài bạn thể hiện là một người rất là nghiêm túc và đôi khi không có thể hiện cảm xúc nhiều đôi khi có sự khó gần à rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì ai đang động lòng vì bạn ha và tại sao thì các bạn uh, nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài Các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha à, Ở đây mình thấy dường như đây là một người uh, khá là trẻ trung ha Hoặc đây là một người có thể là họ khá là mới mẻ trong cuộc sống của bạn cái người này mình thấy dường như là họ có một cái vẻ ngoài khá là điển trai đó ha và người này mình thấy dường như là trong tình yêu họ cũng rất là chân thành. Người này là mình thấy là người họ hay có sự chịu hy sinh trong tình yêu hoặc là trong tập thể thì họ thường hay hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể đó. Và đây là một người họ có kiến thức, họ thích đọc sách, họ thích nghiên cứu, họ thích tìm về chân lý. Có thể là cái người này họ có đạo nữa. Và ở đây mình thấy có thể là cái đối tượng này Ừ, họ thích những cái mẫu người gọi là thuần khiết ha những cái mẫu người hiểu chuyện ha, và có một cái sự trí thức hoặc là thanh cao nhìn có vẻ quý phái và có sự gọi là trưởng thành ha và mình thấy dường như họ nhìn thấy điều đó ở bạn đó à, mình thấy cái người này họ có sự chú trọng về mặt sức khỏe tinh thần và đây là một người có một ý chí kiên cường họ cũng là một người biết lắng nghe ha họ không phải là người quá gọi là độc đoán hoặc là chuyên quyền gì hết mà cái người này mình thấy Ừ. Họ có sự uh, mang nguồn năng lượng của sự bảo vệ, chở che đó Ở đây mình thấy họ đã giành được khá là nhiều thắng lợi, thành công, vinh quang rồi Từ này mình thấy dường như là uh, Họ đạt được uh, rất là nhiều những cái sự gọi là um, thành tựu Cho nên là họ cũng được nhiều người rất là yêu quý, trân trọng Hoặc là có sự tôn vinh về những cái thắng lợi của họ À, có khả năng một số trường hợp là cái người này họ tuổi ngọ ha hoặc là ở đây mình thấy có thể là cái người này là kiểu người mình đồng gia sắc á ừ, chờ, dù cho mọi việc như thế nào thì không có ảnh hưởng lung lay like đến ý chí của họ được nhưng mà trong tình yêu thì có thể cái người này họ khá là nhẹ nhàng hoặc họ có sự gọi là mới mẻ trong tình cảm hoặc là có thể là chưa quá nhiều cái trải nghiệm ừ ở đây mình thấy cái người này thì có khả năng họ hay tập thể dục hoặc là đây cũng là một người họ rất là cần nhiều thời gian nghỉ ngơi ha họ có thể có những cái vấn đề về sức khỏe có thể là họ làm việc uh, họ lao tâm quá lao lực quá mức chẳng hạn ừ. và người này mình thấy uh, uh, họ khá là kính tiếng ha một số bạn có thể là cái người này họ thích quan sát bạn từ xa thậm chí có một số bạn là cái người này họ thầm thương trộm nhớ ha họ tương tư về các bạn đó ừ. người này mình thấy họ thích màu bạc họ thích màu xanh dương họ thích biển họ rất là thích ăn cá rồi đó ha và hay hành động trong cuộc sống và đây là một người trong cuộc sống của họ đang có những cái sự thay đổi những cái sự chuyển hướng mạnh mẽ người này mình thấy có thể là họ rất là thích tập thể dục nói chung là họ có những cái sự gọi là quan tâm nhiều đến sức khỏe có thể là họ cũng biết tập yoga rồi đó ha và có thể cái người này họ có cơ bắp đây là một người họ có sự gọi là có khả năng uh, chữa lành uh, về cái uh, suy nghĩ tinh thần mà gọi là tiêu cực của họ họ có khả năng gọi là vực về bản thân của mình trở nên tốt hơn đó. và cái đối tượng này mình thấy họ có cái sức mạnh nội tâm nội lực rất là lớn ừ. họ giống như một con sư tử một chú tể rừng xanh vậy đó nhìn thì rất là bình thường giản dị nhưng mà khi mà gặp thử thách gian nan là cái người này họ sẽ Uh, cứng cỏi họ uh, không có sự đậu hàng số phận và đây là một người có khá là nhiều có đức tính tốt đẹp cho nên có nhiều người rất là thích uh, làm bạn với họ và có thể cái người này mình thấy họ cũng là một người bạn đáng tin cậy đó uh -huh. một số bạn có thể là cái người này nằm trong cái vòng tròn bạn bè của bạn nữa ha uh -huh. đây mình thấy có thể là họ rất là sáng tạo hoặc họ có giọng hát hay giọng nói hay họ có khả năng truyền cảm hứng truyền cái năng lượng sáng tạo cho người khác ừ. đây là một người mình thấy um, à, họ là một người uh, có thể gọi là mang đến những cái uh, điều tốt đẹp rạng ngời hoặc là giúp cho người ta có sự gọi là um, vui vẻ hơn phấn chấn hơn hạnh phúc hơn với những cái tài năng đặc biệt của họ à hoặc có thể họ làm trong lĩnh vực liên quan đến sự sáng tạo ha mình thấy là như vậy rồi để mình xem coi tại sao cái người này họ lại động lòng vì bạn ha ở đây một phần đó là do nhìn bạn rất là cuốn hút và bí ẩn đặc biệt là đôi mắt của bạn á ha chất chứa nhiều cái tâm sự hoặc là nhìn đôi mắt của bạn nó rất là thu hút người khác à, và cái người này họ cảm thấy bạn vừa à, giỏi là vừa có năng lượng của sự gọi là thấu hiểu chân thành có sự à, thuần khiết ha là có sự học thức ừ. họ thấy bạn rất là đẹp ha. trong mắt người này bạn có thể là một người à, dững dàng chứ không phải là một cô bé nào đâu à, nhưng mà họ lại nghĩ bạn là một người ừ, hiểu chuyện ha ừ. đã trải qua nhiều sóng gió cho nên cái người này họ cảm thấy có khả năng là họ rất là muốn ở gần bạn và mình thấy có thể là cái người này họ động lòng vì bạn bởi vì họ có cảm giác với bạn họ có sự yêu thương bạn thậm chí một số bạn là người yêu của nhau cái người này họ rất là muốn hẹn hò với bạn đó và ở đây mình thấy có thể là họ cảm nhận rằng ở bề ngoài bạn có vẻ hơi gai góc hơi đôi khi hơi nam tính một chút nhưng mà họ cảm thấy bạn giỏi nè giỏi làm ra tài chính tốt nè một người rất là hào phóng rộng rãi là một người rất là giỏi truyền thống rồi nhảy bén trong kinh doanh có sự độc lập không có phụ thuộc ai hết ừ. họ thấy trong cuộc sống của bạn dù cho khó khăn thử thách như thế nào nhưng mà bạn đều có thể gọi là trụ vững bạn có thể gọi là tạo ra cái cuộc sống của riêng mình mà không có dựa dẫm vào bất kỳ ai hết ừ. Họ thấy một số bạn là quen môi trường bạn bè đồng nghiệp với nhau cái người này mình thấy họ có sự chứng kiến những cái tài năng những cái sự sáng tạo của bạn á những gì mà bạn đã làm được á cho nên họ rất là ngưỡng mộ và trân trọng những cái tài năng thiên bẩm của bạn họ cảm thấy bạn là một người cũng rất là đoàn kết à, và ở đây mình thấy có thể là cái bạn cũng là một người chịu học hỏi khiêm nhường khiêm tốn nữa ừ. họ cảm thấy bạn là một cái người rất là an toàn ừ. và ở đây mình thấy dường như là bạn là cái điều ước của họ kiểu như là họ mơ ước gặp được một cái mẫu người như bạn thì họ gặp được á cho nên là họ cảm thấy khá là may mắn và trong lòng họ bạn là một ngôi sao hoặc là một số bạn các bạn cũng khá là nổi tiếng cho nên là cái người này họ cũng uh, ngưỡng mộ và họ uh, cũng uh, có một cái sự gọi là ước gì ha có sự ước gì được là người yêu của bạn ước gì được hẹn hò với bạn uhm. và đồng thời có thể cái người này họ cảm thấy bạn là người rất là cân bằng ha nhẹ nhàng. Ha. Mặc dù có thể là bề ngoài bạn vậy thôi nhưng mà khi tiếp xúc thì bạn họ thấy bạn là một người rất là nhẹ nhàng, ừ. rất là từ từ tâm, từ bình tĩnh và có sự gọi là biết suy si xét mọi thứ rồi biết hành động một cách khôn ngoan, à, sáng suốt và trí tuệ. Người này mình thấy họ có sự đề cao bạn á, kiểu à, họ nghĩ um, làm sao là có một cái người hoàn hảo như bạn như bạn như thế này được, kiểu như vậy. Ừ và cuộc sống người này khá là khô khan nguội lạnh ha không có gì gọi là quá đặc biệt ha nhưng mà bạn họ thấy cuộc sống của bạn rất là soi nổi hoặc là họ cảm thấy như là cuộc sống của họ trở nên sự tươi mát hơn cảm thấy như có nước tràn vào khi mà bạn xuất hiện ha kiểu như không còn khô khan không có còn gọi là um, chán nản nữa cái người này có thể họ rất là thích nói chuyện với bạn bởi vì nói chuyện với bạn hoặc là họp bàn gì đó với bạn họ cảm thấy bạn với họ rất là hợp nhau về những cái dự án về những cái hành trình phía trước tương lai phía trước ra sao là họ cảm thấy họ với bạn làm việc sẽ rất là ăn ý ừ. một số bạn ở đây các bạn có tài vẽ hoặc là tài hát hoặc là diễn đạt hoặc là bạn có một cái sự đam mê gì đó ha à, và họ rất là ngưỡng mộ về cái sự à, giỏi giang và đặc biệt có thể họ cảm thấy bạn rất là khéo tay ha bạn làm gì cũng đúng được hết cũng đẹp hết và họ cảm thấy bạn là người có khả năng nắm vững mọi thứ một cách ổn định nhất ừ. bạn không có dễ dàng lung la ý chí ha bạn là người có sự kiên định đây mình thấy có thể là cái người này họ rất là thích gọi điện nhắn tin cho bạn á ừ. và mình thấy dường như là cái người này họ cảm thấy bạn là một cái người mới trong cuộc sống của họ ha à, hoặc là họ rất là muốn có một cái khởi đầu mới trong tình yêu có thể là họ cũng đã từng trải qua cái giai đoạn kết thúc một mối quan hệ gì đó Thì họ muốn bắt đầu một cái tình yêu với bạn à, một cái chuyến phiêu lưu mạo hiểm trong cái mối quan hệ này với bạn à, và họ cảm thấy bạn đến khiến cho cái người này họ có sự gọi là rung động có sự sao xuyến ha, à, con tim của họ có sự reo vui và hạnh phúc. họ cảm thấy bạn là một người có sự dịu dàng, nhân ái, nhân hậu và khôn ngoan cũng như có sự từ tốn. và họ cảm thấy bạn là một người rất là chân thành với người khác là một cái người cho đi một cái vô điều kiện ha. À, cảm thấy như là cảm thấy một cái cái cảm xúc của sự ấm áp khi ở gần bạn á. Ừ. Giống như tìm được người bạn người bạn tri kỷ tâm giao ha, một cái người yêu ngọt ngào. Và xem bạn chính là sông mây của họ đó. Ừ. Ở đây mình thấy dường như có một số bạn là cái đối tượng này các bạn đã quen đang yêu hoặc là có khả năng có một vài người là đối tượng cũ, người yêu cũ ha. Ừ. Thì cái người này họ đang có sự động lòng với bạn và có thể là họ đang cảm thấy nuối tiếc vì đã mất bạn á. Và họ muốn có một sự gọi là kết nối lại với nhau, muốn gọi điện ha. Bởi vì có thể cái người này họ đã nhận ra được cái giá trị thực sự của bạn, đã nhận ra bạn là một người xưa, sống với họ rất là đẹp ha. Và sống đúng với họ, không có sự gọi là gian manh hoặc là gian trá với họ. Và họ cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đã quen được bạn á. À, nhưng bây giờ cái người này họ cảm thấy um, tiếc nuối Ha, buồn bã lẽ lo và cô đơn khi mà vắng bạn rồi và họ đang gọi là có những cái sự hồi ức quay trở về á, ừ, thời họ có một cái sự động lòng một lần nữa ha, <laughs> mà trong mắt người này bạn rất là đẹp ha, nhìn giống như là một nữ hoàng, nữ hoàng của um, biển vậy đó ha, giống như một uh, người vừa nhẹ nhàng khả ái ha và lại có một cái sự gọi là biết suy nghĩ ừ. lại có sự ân cần ha mình thấy là như vậy ngoài ra mình thấy có thể là một vài bạn là cái đối tượng này với bạn có thể là họ với bạn là bạn bè hoặc là quen nhau gì đó có thể là họ đã bày tỏ nhưng mà có thể không thành công ha ừ. cho nên là trong lòng họ vẫn còn động lòng về bạn rất là nhiều không có nói ra À rồi mình để mình xem đối với những bạn nam xem trả bài thì ai đang lỡ động lòng vì bạn người này rất là nhanh nhẹn lắm bắt thông tin rất là giỏi nha, bạn họ có khả năng học cũng rất là nhanh đó Họ học cái gì cũng nhanh hết và học có sự sáng dạ ha ở đây mình thấy có thể là cái người này là mẹ đơn thân hoặc đã ly dị Hoặc đây là một người Họ mang cái nguồn năng lượng Của sự chững chạc Của sự vững vàng trong cuộc sống Của sự gọi là trưởng thành Và có địa vị Hoặc là đã có một cái Khả năng tự nuôi sống bản thân của mình được ừ. Giỏi giang, quán xuyến mọi thứ tốt Một số bạn là mẹ của bạn Thương bạn rất là nhiều á ha Đây đã tượng này Đã từng bị tổn thương Đã bị chạm đáy nỗi đau Ừm và họ đối với họ thực tế thì họ có sự tập trung vào tài chính rất là nhiều ừ. họ thích kiếm tiền và ở đây mình thấy có thể là họ đang tìm kiếm tri thức hoặc họ là một người có một cái khả năng sâu sắc nhận thức bên trong rất là vững chãi ừ. họ có thể là một cái người thầy tinh thần hoặc là một cái người bạn tâm giao một cái người mà có thể chia sẻ giúp đỡ cho mọi người thông qua những cái lời khuyên sự hướng dẫn thông qua những cái hành trình mà họ đã trải nghiệm ừ. họ giúp cho người ta cảm thấy tốt hơn vững vàng hơn có thể cái người này họ có sự gọi là sống đơn độc hoặc là họ làm gì có thể họ cũng làm tự làm một mình hết à, họ không có nhờ vả bất kỳ ai hết ha, họ thích sự nhẹ nhàng bình yên không có thích những nơi gọi là lá quá gọi là náo động náo nhiệt gì đó không thích ha. đây là một người nhìn rất là khí chất ha sang trọng và có khả năng là cái người này mình thấy um, họ rất là yêu màu xanh lá cây và có thể có đo bàn tay cũng khá là đẹp đo mắt thì hơi dài một chút ha người này nhìn rất là thu hút và sắc sảo đây là một người họ có một cái khả năng tập trung cao độ ha và họ làm việc gì họ cũng tập trung rất là nhiều họ không có để bản tân bản tân của mình bị sao nhãn ha và họ biết nói lên sự thật cho chính mình hoặc là đây là một người trong cuộc sống họ cũng rất là hay có trách nhiệm họ luôn nói lên sự thật họ không có thích nói dối và ừ, đây là người họ tin tưởng và trực giác của họ ha ừ, họ có khả năng nhìn thấu người khác ừ, có khả năng thấu cảm và độc vị tốt và họ luôn được ơn chơi hướng dẫn bảo vệ cho họ ừ, người này mình thấy dường như là họ đang cố gắng thu hút những cái phép màu phước lành đến với cuộc sống của họ ha ừ. Và khi mà họ có đầy đủ họ cũng thích chia sẻ cho đi giúp đỡ cho mọi người Người này cuộc sống của họ cũng đang ở trong cái giai đoạn của sự gọi là chuyển đổi, chuyển hóa, ha, biến hình, lột xác kiểu vậy Cho thành một cái phiên bản tốt hơn, vững chắc hơn ở đây là một người họ nhìn cuốn hút và đôi khi có khả năng là họ biết cách ăn mặc làm sao để có thể tôn lên cái vẻ đẹp của mình ha. Nhưng mà đa, đa, số là mình thấy cái người này họ ăn mặc kín đáo Chỉ là cái tính cách của họ có sự cá tính. À. Tại sao họ lại động lòng vì bạn lúc này? Ở đây mình thấy có thể một số bạn nam ở đây các bạn rất là ân cần, chu đáo, rất là nhẹ nhàng ha? và cái người này họ cảm nhận được cái điều này. Ừ. Cho nên họ bị động lòng vì bạn rồi, họ cảm thấy bạn vừa nhẹ nhàng, vừa lịch sự, lại vừa có một sự gọi là mạnh mẽ cứng cỏi ha à, giống như là một chiến binh vậy đó có khả năng gọi là điều binh khiển tướng trong lòng cái người này họ ngưỡng mộ bạn và họ luôn đánh giá bạn ở tầm cao <laughs> ừ. họ cảm thấy bạn người có sự độc lập mọi thứ bạn có thể vận hành tốt à, và ở đây mình thấy cái người này họ nhìn bạn họ thấy bạn như là định mệnh của họ vậy đó ừ. và dù cho khó khăn như thế nào bạn không có bỏ cuộc ha mà vẫn cố gắng giữ cân bằng biết suy xét mọi thứ một cách vững vàng À, ở đây mình thấy có thể là cái người này mình thấy có khả năng là họ với bạn cũng đôi khi cũng có những cái sự tranh cãi mâu thuẫn gì đó ở đây ha tuy nhiên thì họ cảm thấy bạn biết phân tích logic cặn kẽ vấn đề là biết đưa ra những cái luận cứ luận chứng gì đó chứng tỏ cái ý tưởng của bạn là đúng cái gì đó cho nên họ rất là ngưỡng mộ bạn rất là nể phục các bạn và cái người này họ dành tình cảm cho các bạn ha nói chung là có khả năng họ nhìn bạn với một cái ánh mắt là họ nghĩ đến bạn là một cái người chồng người cha trong gia đình của họ kiểu như vậy ừ, chồng của họ và cha của con họ kiểu vậy cho nên là mình thấy có thể là cái người này họ lỡ đồng lòng bạn rồi tại vì bạn dường như là có trọn vẹn những cái tiêu chuẩn của họ mong muốn á ha kiểu như vậy ừ. đây mình thấy có thể là cái người này họ cũng có sự chăm lo công việc của mình cũng cố gắng là uh, có sự chờ đợi bạn kiên nhẫn bạn ha chờ đợi xem coi khi nào các bạn có thể uh, gặp mặt trực tiếp hoặc là uh, họ rất là sẵn sàng chăm sóc cho cái khu vườn này để nó lên trái và cực kỳ gọi là uh, đẹp và hai bạn có thể chia sẻ với nhau À, ở trong mắt cái người này bạn họ mình cảm nhận như cái người này họ cảm thấy bạn là một tượng đài đó ừ. một anh hùng một uh, dũng sĩ ừ. Ừ. trong mắt họ thì bạn có thể hơi bớt việc hơi hoàn hảo và bạn đẹp trong mắt họ nha còn với người khác không biết sao nhưng cái người này mình thấy họ có sự thần tượng rất là nhiều à, và cái người này họ cảm thấy bạn là đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn là ha à, và họ có rất là nhiều cảm xúc dân tràn với bạn và um, họ luôn cố gắng uh, cải thiện bản thân tốt hơn hoặc là làm đẹp để cho có thể gọi là trở nên thu hút hơn À. và cái người này thì mình thấy có thể là họ thích nhưng mà họ có sự đeo mặt nạ ừ. cho nên là họ cũng có sự cân bằng và suy si xét ừ. cẩn thận kỹ lưỡng xem bạn có thích họ luôn hay không rồi họ mới cho cơ hội và họ có sự gọi là xem xét cái hành động từ bạn ừ. nên này họ có sự sẵn lòng ha hỗ trợ cho bạn ha về mọi mặt Ừ, bởi vì có thể là họ cảm thấy bạn là một người rất là xứng đáng để có thể kết nối ở đây à. và họ đang xem các bạn đối xử với họ như thế nào thì họ sẽ đối xử với bạn như vậy ha ừ. và trong cái uh, câu chuyện này thì cái người này họ có một cái sự quan sát về cách trung thực cái sự trung thủy của bạn có thực sự tốt uh, thực sự là một cái người thực sự trung uh, thủy tận tâm hay không ừ. và khi mà họ thấy được những cái điều tốt của bạn là cái người này họ muốn xây dựng tương lai với bạn ha ừ. họ muốn có tương lai trong cái mối quan hệ này họ có sự đầu tư thời gian đầu tư công sức ha đầu tư tình cảm vào trong cái mối quan hệ này và ở đây mình thấy có thể là bạn cũng là một người luôn sẵn lòng giúp đỡ hỗ trợ gì đó ha ừ. và cũng là một người tỏ ra cái vẻ của sự gọi là ngay thẳng và chính trực cho nên họ rất là thích họ động lòng vì bạn rất là nhiều rồi ừ. để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha chữ nữ kim ngưu song tử sư tử Trong ngư nhân mã rồi chữ cái trong tên chữ d, chữ đ, chữ y ngắn, chữ t, chữ s, chữ z, chữ m, chữ n và chữ l ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Để xem coi à, ai đang lỡ động lòng vì bạn và tại sao Và đây những trận bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2 các bạn tụ hai là những người đang cố gắng cân bằng cuộc sống của bạn Các bạn là những người có khả năng gọi là quản lý tốt mọi thứ ha ừ. Có thể là bạn có rất là nhiều cơ hội đến với mình Một số bạn có thể là các bạn là những người đang gọi là vận dụng luật hấp dẫn Để bạn có thể thu hút tiền tài, sự nghiệp, tình yêu đến các bạn ha Ở đây mình thấy các bạn là những người có sự chân tình, nhẹ nhàng, lịch sự, tinh tế và ân cần ừ mình thấy có thể là trong cuộc sống của bạn, bạn đang có một cái sự phân dân giữa hai quyết định, hai hướng đi gì đó ở đây. và một số bạn dạo gần đây là các bạn hơi mệt mỏi hoặc là bạn hơi có rất là nhiều cảm xúc bị bấn loạn ở trong bạn kiểu vậy. các bạn bị những cái nỗi lo hoặc là những nỗi sợ gì đó nó dấy lên một lần nữa và cảm xúc của bạn có sự thất thường ha cho nên là thời điểm này các bạn nên có sự cân bằng và đừng tránh tránh gây ra những lời nói tổn thương đến người khác hoặc là những cái sự đa nghi tiêu cực ảnh hưởng đến mối quan hệ của các bạn. À, mình thấy các bạn tại vì các bạn là những người gọi là sống khá là chân tình và lãng mạn ngọt ngào và là một người sống thiên về cảm xúc cho nên là các bạn bị ảnh hưởng bởi giai đoạn này rất là nhiều. À, nhưng mà không sao ha thì bạn có thể là bình tĩnh và cân nhắc và có sự gọi là suy nghĩ tỉnh táo là bạn có thể vượt qua được những cái uh, sự tưởng tượng lo lắng nghĩ ngợi không có phù hợp này. Ừ. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn uh, là một người có thể là đang học ngoại ngữ ha hoặc là bạn đang ở nước ngoài. Một số bạn có thể là bạn rất là thích um, giao tiếp với người nước ngoài chẳng hạn hoặc là bạn xem tin tức, xem phim uh, nước ngoài, nói chung là bạn là người cởi mở với thế giới bên ngoài. và thường những bạn ở tù 2 này rất là hay gọi là yêu xa đó ừ. à, mình thấy ở đây có thể là các bạn đang gọi là nhìn nhận về bản thân của mình những cái điều chưa tốt ha những cái nỗi sợ hoặc những cái gì mà gọi là ám ảnh đó để bạn cố gắng có thể gọi là giải quyết nó để bạn mới có thể có một cái đầu óc thảnh thơi bạn mới có thể thu hút những điều bạn ước muốn trở thành sự thật được ừ có thể là nhiều việc nó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn và bạn không thể tập trung vào cái điều bạn muốn ừ. cho nên là mình thấy đây là thời điểm rất là tốt mặc dù có thể có những cái sự gọi là bồn chồn bất an nhưng mà những cái điều gì đó chưa ổn của bạn cái sự bất ổn của bạn nó sẽ được gọi là khơi màu ha từ đó bạn đối diện với cái sự thật của mình bạn có sự gọi là thay đổi bản thân của mình không có để những cái lo sợ nó kìm hãm nó thao túng hoặc là nó khiến bạn trở thành nô lệ của nó ừ mình thấy bạn là một người có khả năng gọi là mạnh mẽ và chiến thắng bản thân của mình, chiến thắng nỗi sợ, chiến thắng bản ngã ha. Rồi để mình xem coi ai đang lỡ động lòng vì các bạn tụ hai. À, ở đây để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài á, thì uh, ai đang lỡ động lòng vì bạn và tại sao thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha mình thấy cái người mà lỡ động lòng các bạn mang năng lượng nữ xe trên bài cái người này họ rất là chú trọng về mặt sức khỏe ha họ có sự biết bảo vệ sức khỏe của mình và ở đây mình thấy có thể là đây cũng là một người có ý chí kiên cường có thể cuộc sống của họ đang có những cái sự bế tắc hoặc là đang có những cái cuộc chiến nào đó ha hoặc là công việc có khả năng là khiến cho họ cảm thấy hơi bị rối trí mệt mỏi căng thẳng và cái người này mình thấy dường như là họ cũng là một người nóng tính là họ hay buông ra những lời nói tổn thương người khác à. một số bạn ở đây bạn với cái người này có thể cũng đã từng tranh cãi mâu thuẫn gì đó với nhau đó ừ. À, mình thấy cái người này thì có thể là trong lòng họ có bạn ha họ suy nghĩ về bạn rất là nhiều ừ. và đây là một người có thể họ xa bạn ha họ có thể là ở nước ngoài hoặc là các bạn sống hai quốc gia khác nhau ừ. hoặc là họ ở gần biển và cái người này mình thấy dường như là họ làm ra tài chính vững vàng họ có tiền có bạc à, họ biết quán xuyến mọi thứ mọi thứ trong cuộc sống của họ họ đều phải có thể gọi là tự mình giải quyết ừ. thậm chí họ có khả năng là một người truyền thống À, họ biết nấu ăn họ biết làm tất cả mọi việc ha kiểu như vậy người này mình thấy có khả năng là họ có trồng cây à. và ở đây mình thấy là có thể là họ đang rất là mong muốn có một cái chuyến đi đó và cái đối tượng này mình thấy họ có sự tôn thờ họ luôn nghĩ đến bạn ha bạn luôn ở trong tâm trí người này trong lòng họ bạn là một người rất là giỏi là một người kiên định một người độc lập là một người có cái phong thái của sự quý phái sự sang trọng à. ở đây mình thấy có thể là một người mang năng lượng nam ngoài ra còn có khả năng là có một cái người mang năng lượng nữ nào đó có thể là chị bạn à, có khả năng là mẹ bạn hoặc là bất kỳ ai ha có khả năng lúc đầu họ không có thích bạn nhưng sau đó có thể là um, qua những cái buổi tiếp xúc à, biết bạn là người như thế nào thì họ có sự động lòng ha, kiểu như vậy hoặc là một cái người cộng tác cộng sự gì đó ở đây có khả năng là cái từ động lòng này nó mang nhiều cái ý nghĩa ha. À, một số bạn thì có khả năng là người yêu một vài bạn thì có khả năng là một cái người cộng tác cộng sự như mình thấy có nguồn mang năng lượng nam và nữ ở đây thì cả hai đều là những người giỏi giang, đều là những người tài có tài chính vững chắc, làm ra tiền rất là ổn, ha, có tiền lương cao hoặc làm chủ đó. người này mình thấy họ hay mơ lắm, ha, họ hay nhận được những cái, cái dấu hiệu hoặc là những cái thông điệp từ ân trên và đây là một người họ có sự tập trung và tâm trí của mình, họ làm việc họ cực kỳ tập trung cao độ luôn nha và có thể họ là một người làm những công việc mà liên quan đến sự sáng tạo á và cái người này mình thấy họ luôn có sự tập trung vào những gì họ ưu tiên ừ. và ở đây mình thấy người này họ có một cái sự mở rộng trái tim ở đây ha, họ có khả năng gọi là biết cho đi biết quan tâm đến người khác ừ. người này mình thấy khuôn mặt cũng khá là trẻ trung đó. hoặc cái nguồn năng lượng trẻ ha, nhưng mà là một người gọi là tuổi trẻ tài cao ừ đây là một người rất là đáng tin cậy ha một người bạn rất là đáng tín nhiệm và cái người này mình thấy dường như là họ cũng uh, trong tình yêu thì họ cũng rất là tin tưởng và họ có sự yêu thương thật lòng thật dạ ừ. và đây là một người họ có tập thể dục nè có thể là cái người này họ có tập gym hoặc là tập yoga hoặc bất cứ những cái hình thức tập thể dục nào họ đều có sự gọi là tập trung vào cái việc gọi là chăm sóc cho sức khỏe cho cho cái dốc dáng của mình nói chung cái người này họ có sự kỹ lưỡng à, họ đối với họ đồng tiền quan trọng nhưng mà sức khỏe cũng quan trọng không kém Ừ. ừ tại sao cái người này họ có sự động lòng vì bạn ha bởi vì bạn mang đến cho họ cái nguồn năng lượng ấm áp chữa lành đó người này họ đã từng bị tổn thương đau đớn ha ờ, đã từng bị phản bội hoặc là đây là một người họ có những cái vấn đề gì đó có thể là đôi khi trong cuộc sống cũng hay bị người khác nói tới nói lui hoặc phê bình chỉ trích hoặc là thị phi gì đó họ nhưng mà bạn là một người rất là cân bằng và hài hòa bạn đem đến cho họ cái sự vui vẻ sự cân bằng họ cảm thấy bạn là một người rất là nhẹ nhàng và tinh tế à. bạn cũng là một người biết lo xa cũng là một người biết gọi là giữ vững tinh thần của mình một người ổn định một người biết lo cần kiệm cho tương lai ha và có thể năng họ cảm thấy bạn cũng rất là giỏi bởi vì bạn có thể quán xuyến mọi thứ hoặc là bạn có cái sự nghiệp tốt đẹp họ ngưỡng mộ bạn và ở đây thì mình thấy có thể là Họ cảm thấy khi ở bên bạn rất là thoải mái ha Bạn cho họ cái không gian để họ gọi là um, Nghỉ ngơi Hoặc là bạn có sự quan tâm đến sức khỏe của họ Hoặc bạn là một người có sự hy sinh cho người khác ha Họ thích cái tính tình của bạn cái sự nhẹ nhàng của bạn Và có sự khôn khéo của bạn Thậm chí có thể một số bạn các bạn nấu ăn rất là ngon ha à, Chẳng hạn Và cái người này thì mình thấy um, Họ cảm thấy bạn giống như là một báo vật vậy đó ừ. Một báo vật mà nên có sự gọi là, là gìn giữ hoặc là chặt á Sợ mất đi á Ừ Và đồng thời bạn cũng là một người kiểu không có quá gọi là tự cao Bạn rất là khiêm cung, bạn rất là nhẹ nhàng và đồng thời bạn rất là sáng tạo Bạn tràn đầy những cái sự màu sắc rực rỡ xinh đẹp giống như một con chú bướm vậy đó Bạn ừ. có người này họ đánh giá cao về bạn Họ cảm thấy bạn giống như là một cái người gọi là gì nghĩa quên thân <laughs> Kiểu như vậy Ừ và họ cảm thấy bạn giỏi cái là bạn xây dựng cái gì nó đều có sự phát triển hết ha đều có sự gọi là nở hoa hết họ rất là thầm ngưỡng mộ và trân trọng ừ. và họ cảm thấy bạn cũng là một người thấu đáo ha à, biết nhìn nhận mọi thứ ở nhiều góc độ khác nhau để suy nghĩ hoặc là họ cảm thấy bạn có sự khác người khác tiểu ừ, như vậy bạn cái góc nhìn khác người khác ha ừ. mình thấy có thể là có một cái đối tượng gì đó mà bạn đã quen và hai bạn có sự gọi là tranh cãi mâu thuẫn hay là một người yêu cũ đã chia tay rồi và có thể là cái người này họ vẫn còn tổn thương nhức nhối ừ. họ rất là cần cái nguồn năng lượng chủ lành của bạn và họ có sự gọi là theo dõi quan sát bạn ừ. và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này họ có sự ngắm nhìn bạn từ xa ha tuy nhiên không thể chạm vào được đó, kiểu vậy á ừ. và họ um, có thể có một cái sự gọi là che giấu những cái tình yêu um, và ở đây mình thấy là có thể là cái người này họ có sự ôm ấp những cái tình cảm dành cho bạn trong lòng chứ họ không có để lộ ra ngoài hoặc là uh, họ đang trong cái quá trình gọi là chữa lành cho bản thân của mình cho nên là họ động lòng nhưng mà họ không có hành động ha, kiểu vậy họ giữ trong lòng những cảm xúc dành cho bạn họ cảm thấy bạn là một người có sự hy sinh và đã chờ đợi họ cũng rất là lâu ừ. nhưng mà họ vẫn còn đau vẫn còn buồn vẫn còn chưa thể gọi là kết nối lại hoặc là họ có sự kiểm soát có sự chiếm hữu có sự vị kỷ à, họ động lòng tuy nhiên họ lại yêu bản thân họ nhiều hơn cái mối quan hệ này ừ và họ gìn giữ họ cất giấu nó trong tim hoặc là các bạn có một cái lý do gì đó mà không thể đến được với nhau nữa cho nên là họ đành chôn giấu trong tim thôi ừ. có một vài người có thể là họ họ chưa gặp bạn có thể là một số bạn các bạn quen nhau trên mạng xã hội hay gì đó hoặc là một vài bạn thì có thể là um, một ai đó mà họ có sự che giấu thân phận hoặc là họ thầm thương trộm nhớ các bạn ha ừ. mình thấy có thể là có tới ba đối tượng toàn là người có tiền thôi những người làm ra tài chính tốt thôi ha có vẻ hơi khô khan và nguội lạnh đó ừ. một số bạn có thể là có cả người mới và người cũ đó à. nếu như bạn đang có người yêu mình thấy là như vậy ừ. ở đây mình thấy có một cái đối tượng mà các bạn đang yêu nhau ha, ờ, mình thấy người mới khá là đông, à. một số bạn mà chưa gặp ai hết thì có thể trong thời gian tới mình sẽ gặp thôi do cái nguồn năng lượng của bạn nó 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 chưa đạt tới cái độ gọi là nhanh bằng những người mà họ đã gặp thôi, ừ. thì cái người này họ họ sẽ bước vào cuộc sống của bạn ha, họ rất là muốn cưới bạn đó. Ừ, muốn xây dựng gia đình với bạn và cái người này họ cảm thấy như họ được gọi là thoải mái họ giống như là tìm được một cái tình yêu thực sự một cái người gọi là um, giống như một cái chiến lợi phẩm á, một cái phần thưởng dành cho họ đó ừ, và họ có sự chủ động tiến vào cuộc sống của bạn nha cái người này họ chủ động rất là nhiều họ có thể khả năng là rất là muốn nói chuyện với bạn nhắn tin qua lại với nhau rồi xây dựng gia đình với bạn ừ. À, và có một tương lai vững chắc với nhau họ cảm thấy rất là tự hào khi mà quen được bạn á. Ừ. họ cảm thấy giống như họ đã tìm được đúng người rồi ha mình thấy là như vậy họ rất là muốn tiến vào cuộc sống của bạn một cách nhanh nhất luôn ừ. họ cũng có sự gọi là suy si xét cẩn trọng ha à, quan sát xem xét rồi có khả năng lên cái đường hướng kế hoạch tương lai để có thể có được những cái sự trọn vẹn với bạn ừ. mình thấy là như vậy còn cái người cũ kia chắc có khả năng là họ <laughs> họ che họ chôn giấu tình yêu đó luôn rồi ha ừ. còn đây là mình thấy là một số bạn là người mới hoàn toàn ha ừ. hoặc là một vài bạn thì có khả năng là sắp tới đây các bạn sẽ làm mới lại mối quan hệ này và thậm chí là đi đến kết hôn với nhau ừ và cái người này họ chiến thắng thành công Và một cái lĩnh vực trong cuộc sống của họ thì họ sẽ tiến đến bên bạn và xây dựng tương lai ha rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nam xem trả bài thì ai đang lỡ động lòng với bạn tại sao ở đây mình thấy là cái người này là một người họ rất là giỏi hoặc họ, họ có khả năng xây dựng nên thế giới riêng của mình là một người có thể là giỏi ngoại ngữ nè à, hoặc là họ rất là tinh tế hoặc là họ có một cái công việc gì đó cũng mang cái uh, tính chất uh, quốc tế và họ rất là nhiệt tình ha họ rất là trẻ trung năng động hoặc là cái nguồn năng lượng của họ luôn sôi nổi luôn tràn trề cái uh, nhiệt quyết và đây là một người họ rất là yêu tiền <laughs> họ luôn cố gắng nỗ lực kiếm tiền và họ rất là trân trọng những giá trị mà họ làm nên nha người này họ đã từng bị người khác phản bội ha hoặc là họ trong tình yêu họ rất là sợ cái vấn đề bị phản bội, à, cái đó là cái <laughs> cái ám ảnh của họ đó ha và đây là một người cực kỳ xinh đẹp quyến rũ uh, tóc dài tóc đen dài rồi um, thon gọn mảnh mai ha rồi uh, rất là sắc sảo rất là giỏi ăn nói ha có khả năng truyền cảm hứng truyền động lực cho người khác thậm chí cái người này cũng khá là nổi bật nổi tiếng um, và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ ăn mặc họ biết cách chỉnh chu, họ biết cách làm đẹp cho bản thân và biết tôn lên cái vẻ đẹp cơ thể của mình bằng những cái uh, bộ đồ ha uh, sang trọng nhưng không kém phần thanh lịch à, kiểu vậy Ở đây mình thấy có thể có một số bạn mang năng lượng nam thì có thể bạn đang uh, quen một ai đó mới Thì uh, ngoài cái người này ra còn có một số người là uh, lừa đảo hay lợi dụng gì đó Hay muốn lừa tình hay gì đó Cho nên là họ cũng có sự động lòng vì bạn, có thể là động lòng vì tiền của các bạn nha ừ. Đây là một người họ có rất là nhiều cảm xúc Ừ và họ rất là trân trọng những cảm xúc của mình và họ hơi hơi nhạy cảm một chút đây là một người có thể là họ coi phim họ thường hay xúc động theo diễn viên luôn và họ là một người luôn cố gắng giữ cân bằng họ là người có sự trung thực ngay thẳng và có trách nhiệm có thể họ làm những công việc mà liên quan đến hồ sơ đến giấy tờ rồi đó hoặc đây là một người có sự tuân thủ theo luật pháp đây là một người họ đang trong cái giai đoạn của sự chuyển hóa ừ. người này mình thấy họ có sự tin tưởng vào cái trực giác của mình ha ừ. họ có khả năng gọi là được ơn trên truyền tải giúp cho họ có những cái hướng dẫn để họ có thể đi đúng đường họ luôn lắng nghe tiếng nói bên trong của mình ha người này họ có sự liên kết với các thiên thần rất là mạnh mẽ đó ừ. họ rất là tin tưởng vào các ngài ha người này thì trái tim thì ấm áp ngọt ngào nhưng bên ngoài thì có vẻ hơi cứng rắn và sắc sảo tinh tế và có sự gọi là khôn ngoan ừ. rồi tại sao họ lại lỡ động lòng vì bạn ở đây tại vì thứ nhất là bạn giỏi bạn có kiến thức bạn thông minh mà bạn gọi là biết tinh tế và bạn có một cái sự gọi là ừ, ôn hòa ha rồi họ cảm thấy họ với bạn nói chuyện cực kỳ hợp với nhau à, rồi bạn là một người có thể cũng có cái quyền lực hoặc là cũng có tiếng nói ha, được nhiều người được ứng mộ và nể trọng ha. và họ cảm thấy bạn cũng rất là yêu trẻ con là một người rất là tốt ừ. và ở đây thì họ cảm thấy bạn cũng là một người biết cho đi biết giúp đỡ người khác ha. một người thích làm từ thiện một người có một cái sự là hồn nhiên vô tư ngây thơ <laughs> kiểu họ kiểu như cảm nhận vậy thôi họ cái người này họ gặp nhiều cái người xảo trá gian manh rồi cho nên họ gặp bạn là cái nguồn năng lượng của một cái sự gọi là chân thành chân thật nên họ rất là thích ừ. một phần do bạn gọi là tự mình đi lên tự mình gây dựng tất cả rồi bạn có sự thích trồng cây giống như họ nè ha Rồi bạn cũng là một người quan tâm đến họ một số bạn là người yêu đang yêu nhau hoặc là người yêu cũ gì đó người này họ cũng động lòng vì bạn một phần là do bạn đối xử với họ rất là tốt như những người tri âm tri kỷ với nhau một cái sự vô điều kiện chứ không có tính toán với họ và đồng thời bạn có lương cao nói chung cái người này họ có tiêu chuẩn riêng muốn quen được với họ thì phải có công ăn việc làm ổn định phải có kiến thức phải có sự hiểu biết và có sự khôn ngoan và đồng thời có cái sự cân bằng và có lòng tốt ở đây mình thấy khả năng cái người này họ rất là kỳ vọng về cái mối quan hệ với bạn và họ xem bạn giống như là một cái người mà mang đến cho họ những cảm giác an toàn cái sự quan tâm đến họ đó và có thể cái người này họ rất là muốn trở thành vợ của bạn nha họ rất là muốn tình yêu này sẽ có sự gọi là trung thành với nhau và có sự công bằng với nhau và có sự gọi là gắn kết lâu dài với nhau đi đến tương lai với nhau một cách bền vững nhất và đối tượng này thì mình thấy có thể là họ luôn muốn bạn hãy nhắn tin nhiều hơn à, à, mình thấy ở đây bạn chính là cái khởi đầu mới trong cuộc sống của họ ừ. là cái người hoàn toàn mới đến với cuộc sống của họ hoặc là muốn có một cái sự gọi là nâng cấp cái tình yêu này nó có sự gọi là phát triển một cách tự do nhất yêu một cách tự do thoải mái chứ không có kèm cặp nha không có ràng buộc gì hết ừ. họ rất là muốn cái mối quan hệ này nó sẽ có sự thúc đẩy nhanh hơn bạn tiến đến bên họ hoặc là các bạn sẽ kết hôn với nhau có tương lai với nhau ừ. họ rất là có nhiều cái uh, điều mong muốn khát khao hoặc có rất là nhiều cái hy vọng trong mối quan hệ với bạn á ừ. và cái ngày này họ luôn động lòng vì bạn nha và họ thường mình thấy động lòng họ chỉ động lòng một mình bạn thôi chứ họ không có động lòng ai hết và trong lòng họ bạn là cái ánh sáng là cái người duy nhất đem đến cho họ cái niềm vui, niềm hạnh phúc, sự tích cực, sự lạc quan, sự yêu đời ha. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn. hay là của bạn của người đó Kim Ngưu, Thiên Bình, Bảo Bình. Nhân Mã bò cạp bạch dương rồi chữ cái trong tên chữ cờ w e khuya h j y dài bờ b phở rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mà xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ai đang lỡ động lòng vì bạn và tại sao và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. đây mình thấy các bạn tù ba là những người có thể là đã từng trải qua cái giai đoạn của sự thất thoát hoặc là thất thoát về tài chính hoặc là có những cái sự bị bỏ rơi buồn bã cô đơn giá lạnh gì đó ở đây ha mình thấy dường như các bạn rất là yêu thương gia đình cha mẹ hoặc là một số bạn các bạn là cha hoặc mẹ đơn thân khá là đông ở đây nè mình thấy các bạn đang học hỏi một cái điều gì đó mới ha các bạn là những người rất là sáng suốt lý trí và có thể là các bạn đã từng thương ha, từng bị um, dứt nhó con tim cho nên là các bạn có rất là nhiều kinh nghiệm sống và từ đó các bạn cũng um, có một cái sự gọi là biết suy si nghĩ sâu sắc hơn và có sự yêu thương bản thân của mình nhiều hơn quan tâm nhiều hơn đến gia đình của mình một số bạn thì có thể là các bạn đang ở nước ngoài hoặc là các bạn thường là yêu xa là nhiều và đồng thời có thể là bạn cũng đang rất là thích học ngoại ngữ hoặc là bạn đang hay xem những tin tức nước ngoài và đôi khi nó khiến cho bạn cảm thấy có sự gọi là uh, thương cảm ha, cho những cái hoàn cảnh khó khăn ừ. cho những nơi mà bị gọi là thiên tai bão lụt rồi đó ừ. và mình thấy dường như các bạn cũng uh, muốn có một cuộc sống độc lập tự do một cuộc sống mà làm tự mình tạo nên cái tương lai cho chính mình, tự mình gây dựng nên cái cơ nghiệp cho chính mình, không có sống phụ thuộc vào bất kỳ ai hết, kiểu như vậy. Rồi để mình xem coi, đối với bạn năng lượng nữ xem trả bài thì à, ai đang nở động lòng vì bạn ha và tại sao? Thì các bạn mang năng lượng nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. À, cái người mà lỡ động lòng thì các bạn mình thấy cái người này thì họ rất là nhẹ nhàng ha cái người này họ lịch sự ừ. họ thì là một người có sự bao dung sự quan tâm sự yêu thương tha thứ cho người khác nhưng mà họ là có một cái nghị lực rất là kiên cường rất là vững chãi ha ừ. đồng thời có thể cái người này mình thấy họ là một người chỉ huy một người lãnh đạo rất là tốt đó. người này mình thấy có tiền có bạc nha à có thể họ cũng là một người rất là hào phóng đó ha và đây là một người nói chung là họ có một cái tài sản cũng khá là lớn và có thể là cái người này họ cũng có nhà có cửa hoặc là có cái địa vị vững chắc rồi và ở đây mình thấy có thể là họ là một người rất là thích những cái mẫu người xinh đẹp tự tin tỏa sáng khôn ngoan và ăn nói duyên dáng À, đối tượng này với bạn có thể là ở xa nhau ừ. hoặc là họ hay đi công tác họ hay đi du lịch nhiều nhưng mà cái người này trong công việc cuộc sống họ có khả năng cũng có rất là nhiều cái mệt mỏi căng thẳng họ luôn cố gắng vượt qua hết người này thì mình thấy có khả năng là họ đã từng có những cái giai đoạn như là chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc là cũng đã từng có sự rời đi khỏi một cái tình huống một cái mối quan hệ gì đó cũng rất là mệt mỏi ừ. Và đây là một người có thể là trước một vấn đề họ đều biết cách điềm tĩnh để cân nhắc, để suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định. Người này là một người họ biết nghĩ cho người khác ha. Không quá có sự độc đoán đâu. Và ở đây mình thấy cái người này là một người họ có sự gọi là cân bằng ha, họ có thể năng là có sự cân bằng giữa tính nam và tính nữ trong người á, ai cũng có tính nam tính nữ hết nhưng mà đôi khi có những người họ hơi gọi là hành động quá hoặc là thô bạo quá hoặc một người thì nhẹ nhàng quá hay gì đó còn cái người này họ có sự cân bằng ha ừ. họ điềm tĩnh họ tiết chế và đây là một người họ có sự tin tưởng vào cái trực giác của mình ừ. người này mình thấy được ơn trên hướng dẫn ha để họ có thể có những cái quyết định rõ ràng và đây là một người luôn nói lên sự thật ha là một người có sự gọi là Ừ, rõ ràng không có thích những cái sự gọi là dấu trá, mu mô Và mình thấy cuộc sống của họ cũng có những cái sự chuyển đổi khá là um, lớn Và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này họ có đạo đó Có thể họ đạo công giáo ha Có thể là cái người này họ rất là có duyên với mẹ Maria Hoặc họ hay cầu nguyện với mẹ Maria ừ. Hoặc họ là một người rất là yêu thích những cái mẫu người gọi là trong sáng, giản dị, thuần khiết, đạo đức ha um, có sự nết na đoan chính đó. Ừ. ở đây tại sao cái người này họ lại có những cái sự động lòng vì bạn bởi vì họ yêu bạn đó ừ. họ thích bạn ha wow ở đây là mình thấy là dường như là một cái người mới ha một cái người hoặc là giống như là bạn với họ chưa có bước vào tình yêu nhưng mà họ có sự thích bạn rất là nhiều ha dành cho tình cảm cho bạn một cách chân thành một cách sự gọi là đậm đà đó và đây là một người có thể họ có sự gọi là hay nhớ về bạn hay nghĩ đến bạn hoặc là hay ngủ mơ đến bạn ở đây mình thấy dường như bạn mang cái nguồn năng lượng của sự ấm áp ha có sự giống như là ở bên bạn họ cảm thấy rất là bình yên họ rất họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng bạn rất là bao dung bạn rất là nguồn năng lượng của bạn rất là sáng và họ rất là thích ở gần bạn. họ cảm thấy bạn với với họ giống như là một cái mảnh ghép thân khít với nhau ha. có thể hiểu nhau, có thể gọi là có những cái hướng đi, những cái kinh nghiệm, những cái uh, uh, kế hoạch về phía trước thì giống giống nhau quá kiểu vậy. cái ừ. cách suy nghĩ giống nhau. họ cảm thấy bạn cũng rất là khéo nấu ăn hoặc là bạn có sự uh, nhẹ nhàng hài hòa. À cái người này mình thấy dường như khi mà gặp được bạn họ giống như là phát hiện ra một cái điều gì đó rất là tuyệt vời ha à, họ cảm thấy rất là hào hứng và họ rất là thích nói chuyện với bạn họ rất là muốn tìm hiểu về bạn muốn khám phá về bạn ha rồi rất là muốn gắn kết tâm hồn với bạn ở đây à, và có thể một số bạn là đã yêu nhau rồi đã đã quen với nhau rồi Và có thể là cái người này họ rất là muốn làm cho cái tình yêu này nó mới lên ừ. Hoặc họ đang có sự theo dõi, quan tâm bạn rất là nhiều trong thời điểm này. Ừ. Cái người này mình thấy họ rất là cần đến cái nguồn năng lượng, họ rất là cần đến bạn. Bởi vì trong cuộc sống họ cũng có nhiều rối loạn, mệt mỏi. Nhưng mà khi được tiếp xúc với bạn, họ cảm thấy như họ được chữa lành và hài hòa trở lại. Ở ừ. đây mình thấy có thể là cái người này họ có sự cố gắng cân bằng ha giữa tình yêu và cuộc sống và đây là một người họ suy nghĩ về bạn rất là nhiều Bạn là tâm điểm sự chú ý của họ ừ. mà họ xem bạn giống như là một cái người định mệnh đến cuộc sống của họ khi mà họ đang có sự gọi là tìm kiếm một cái người phù hợp thì bạn đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chuẩn mà họ mong muốn à, và cái người này họ rất là muốn gọi là công khai muốn được kết nối với bạn muốn được gọi là dẫn bạn đi dạo mát ha hẹn hò với nhau ừ người này họ có sự ngưỡng mộ bạn bởi vì họ cảm thấy bạn là một người mang cái nguồn năng lượng của sự trù phú ha. kiểu như là một người dưỡng phú ích tử một người giỏi giang độc lập và tỏa sáng ha là một người có sự cân bằng cũng như là có cái vẻ đẹp vừa trẻ trung mà lại có sự hiện đại cá tính mà lại có sự gọi là nhẹ nhàng nhân ái nữa ừ. và ở đây mình thấy cái người này họ rất là thích làm cho bạn vui ha muốn rất là muốn làm cái điều gì đó cho bạn cảm thấy hạnh phúc để bạn có thể gọi là ừ, luôn cảm nhận được cái tình yêu của họ và muốn gắn kết tâm hồn với bạn. Gắn kết tương lai với bạn, muốn nắm tay với bạn cho hành trình tình yêu phía trước. Họ yêu bạn rất là nhiều ha, họ có sự gọi là yêu đậm sâu luôn á ha và mình thấy dường như cái người này họ cảm thấy họ với bạn hợp nhau về mọi mặt, về tinh thần lẫn chuyện tình ái với nhau. Ừ. Rồi để mình xem coi uh ai đang lỡ động lòng với các bạn nam xem trả bài bởi vì sao ở đây mình thấy người này là một người họ đang phân dân giữa rất là nhiều quyết định trong cuộc sống ha đang có sự cân nhắc về những cái điều gì đó hoặc là cái người này họ đã từng bị trói buộc vào một cái mối quan hệ gì đó rất là mệt mỏi người này mình thấy dường như là họ cũng giỏi ăn nói họ là một người kỹ tính ha một người kiên cường đầy cái sự gọi là khôn ngoan và trí tuệ và đây là một người mình thấy dường như là trong cuộc sống của họ ha họ họ có sự mạnh mẽ giống như một nam nhi vậy đó ừ. và cái người này mình thấy có thể là họ cũng được rất là nhiều người theo đuổi săn đuổi nha toàn là những người giỏi giang thôi ừ. và đây là một người mình thấy dường như là họ đang ở trong trạng thái của sự nghỉ dưỡng ha chăm sóc bản thân của mình và đây là một người nói chung mình thấy họ rất là sang trọng ha ừ. họ có khả năng là có tiền có bạc hoặc là họ có sự nhạy bén trong kinh doanh làm ăn và cái người này mình thấy có thể họ rất là thích cho đi giúp đỡ mọi người một cách hào phóng ừ. họ biết thay đổi bản thân của mình và cũng biết gọi là biết cách trân trọng giá trị của bản thân mình ở đây mình thấy có thể là ngoài cái người mang năng lượng nữ này mình thấy còn có khả năng có hai người mang năng lượng nam nữa không biết là có thể là thành viên trong gia đình hoặc là một cái người những cái người cộng tác cộng sự mà có thể là cái từ động lòng này <laughs> um, có thể là họ có sự ngưỡng mộ bạn hoặc là có sự nể phục bạn kiểu vậy uhm. thì mình thấy có hai người một người tài giỏi ha giỏi giang điển trai thông minh nhiệt huyết trong cuộc sống truyền có sự truyền cảm hứng cho người khác người thứ hai là một người lý trí à, sáng dạ à, trưởng thành và có sự lãnh đạo vững chắc và kiên cố cũng như là một người có sự thực tế và đôi khi có thể là cái mặt rất là kỹ và khó tính ha kiểu như vậy cái mặt rất là nghiêm túc và đọc sách rất là nhiều ở đây mình thấy cái đối tượng gọi là bị động lòng với bạn về cái nguồn năng lượng nữ cái người này là một người họ có sự gọi là thu hút đang cố gắng thu hút những cái phép màu, những cái phước lành đến với bản thân của mình Đây là một người họ cũng có sự tha thứ cho người khác Có sự bao dung là một người có tấm lòng nhân hậu ha Ôn hòa và người này mình thấy cuộc sống của họ có rất là nhiều sự thay đổi, diễn biến, chuyển hóa ở đây ừ. Mình thấy người này là một người nhìn rất là có sự phúc hậu ha ừ. Đây là một người có thể là có giọng hát hay, giọng nói hay Hoặc là một người có khả năng rất là sáng tạo ha ừ. người này mình thấy nói chung là họ nhìn rất là cuốn hút và quyến rũ đó ừ. có đôi mắt khá là đẹp ha à, và có dáng hình cũng khá là đẩy đà <laughs> dáng hình của một người gọi là xinh đẹp và um, có một cái sự tao nhã ừ cái người này mình thấy họ có sự yêu và chấp nhận bản thân của mình ừ. họ chấp nhận yêu thương bản thân của mình chấp nhận những cái điều mà bản thân mình có cả những khuyết điểm cả những ưu điểm ha ừ. và hiện tại thì có thể là cuộc sống của cái người này họ yêu bản thân rất là nhiều nha ừ. có thể là đã từng bị tổn thương trong tình yêu và nghĩ ngẫm nghĩ lại à, bởi vì họ chưa yêu bản thân và toàn là gặp những cái sự gọi là khiến họ cảm thấy phiền não ha bây giờ họ có sự tập trung yêu bản thân của mình ừ. ở đây mình thấy có thể một số bạn là các bạn quen nhau môi trường bạn bè hoặc cộng đồng nào đó tại sao cái người này họ lại lỡ động lòng bạn bởi vì có thể là họ đã từng tổn thương đau thương nhức nhối gì đó nhưng mà khi mà ở gần bạn bạn là một người có kiến thức có sự hiểu biết có sự khôn ngoan có sự gọi là thông tuệ bạn có thể là những cái lời nói của bạn giúp giúp ích cho họ trở nên gọi là sáng suốt hơn ừ. họ cảm thấy như tìm được có người bạn tâm đầu ý hợp nói chuyện với nhau rất là hiểu và họ có thể học ở bạn rất là nhiều điều họ cảm thấy bạn tuổi trẻ tài cao à, trẻ tuổi nhưng mà bạn lại có một cái kiến thức vô cùng gọi là um, đủ đầy dồi dào kiểu vậy và họ cảm thấy bạn cũng là một người có trực giác rất là cao thông minh ha, có sự bí ẩn nữa um. cái người này họ họ hay bị cuốn hút bởi những người giỏi giang những người có kinh nghiệm có kiến thức có sự thông minh có sự gọi là điềm tĩnh nhẹ nhàng và ôn hòa ha Và ở đây mình thấy người này họ dành tình cảm cho bạn à, một cái tình cảm mà có thể họ có sự che giấu trong lòng hoặc là họ không có ngại nói họ không có, không có tiện nói ra bởi vì cái người này là một người họ thích một cái sự chủ động của từ cái người yêu họ kiểu như là họ thích um, châu đi tìm cọc họ không có thích chọc cọc đi tìm châu là vậy um và ở đây mình thấy có thể là bạn cũng là một người biết soi xét bản thân của mình biết nhận ra những điểm sai và biết cách sửa đổi ha hoặc cảm thấy bạn cũng là một người khá là chân thành khá là tốt đẹp và họ cảm thấy bạn là một người đã thức tỉnh và ở đây mình thấy có thể là một số bạn các bạn đem đến cho họ cái sự hy vọng ha cái sự gọi là tin yêu vào cuộc sống này hơn giúp cho họ có một cái sự đổi mới hoặc là nhận ra một cái điều gì đó chân lý ừ. ở đây mình thấy có thể là cái người này khi mà gặp bạn có thể trong lòng họ có sự rộn ràng họ cảm thấy như là có những cái bất công của họ đã được đền đáp kiểu như vậy ừ. và có thể bạn có giọng hát hay hay giọng nói hay hoặc là một cái điều gì đó khiến cho cái người này họ cảm thấy rất là ngưỡng mộ bạn ừ. à. và bạn ăn mặc cũng rất là lịch sự ha ừ. và có sự cẩn trọng ừ. Người này họ vừa thích mà họ vừa nể bạn ha Và họ cũng luôn có sự sẵn lòng để giúp đỡ hỗ trợ cho bạn nữa ha. Nói chung hai bạn có sự giúp đỡ qua lại lẫn nhau Có sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau à, ở đây mình thấy dường như cái người này họ nghĩ rằng bạn là đúng cái mẫu người mà họ đang gọi là thu hút vào trong cuộc sống của họ đó ừ. người này mình thấy dường như là họ cũng uh, có tình cảm nhưng mà dường như họ cũng có những cái nỗi lo nỗi sợ cho nên họ có sự kìm hãm và họ cũng rất là sợ gặp phải những cái tình yêu ban đầu thì rất là đẹp nhưng mà sau đó thì lại có những cái sự chia tay ngắt kết nối hoặc là uh, lòi ra những cái bản tính không có hợp kiểu vậy cái người này họ gặp nhiều rồi cho nên họ bị ám ảnh ha và ở đây mình thấy có thể là họ cũng hay trăn trở cho nên họ cũng hay có một sự gọi là nghi ngờ rồi tranh cãi và mâu thuẫn với bạn hoặc là họ đã từng bị đối xử không có công bằng họ từng bị ép buộc hoặc là uh, bị người yêu của mình kìm hãm một cái điều gì đó hoặc có sự ra lệnh rồi đó hay một cái tình yêu giống như là, là một cái người nô lệ hay gì đó à, cho nên là cái người này mình thấy họ sợ cho nên họ kiềm giữ bản thân bảo vệ bản thân ừ. nhưng mà họ luôn mong muốn có một cái tình yêu sẽ đơm hoa kết trái một cái người thấu hiểu yêu thương họ và họ đang thu hút vào trong cuộc sống của mình và có thể họ cảm thấy bạn cũng uh, tốt đó ha cũng được đó nhưng mà họ cũng không biết là tương lai sẽ ra làm sao cho nên họ cũng có sự phân vân và hơi uh, bấn loạn một chút ừ. họ có sự gọi là tập trung và yêu thương và nỗ lực chăm chỉ làm việc vào cái khu giường của họ ha, vào cái đế chế của họ còn riêng bạn còn bạn có tình cảm hay gì đó thì hãy thể hiện cho họ thấy về lâu về dài họ mới có thể xác định được ha ở đây mà một số bạn nam mình thấy có thể có một cái người mang năng lượng cũ một cái người chia tay ngắt kết nối có thể cũ người yêu cũ gì đó họ cũng có sự động lòng với các bạn ha Hay có một số bạn người yêu cũ ha có sự động lòng nhưng mà có thể là họ nhớ về những cái sự tranh cãi giữa hai bạn và bạn có khả năng là có một sự kìm hãm họ hoặc là bạn hơi gia trưởng hoặc là bạn hơi nóng tính hay gì đó một cái người này họ nhớ về những cái điều đó và họ muốn giải phóng họ muốn một cái tình yêu như ước mơ của họ một cái sự tự do ừ, chứ họ không có muốn một cái tình yêu mà luôn gọi là bị người yêu của mình bắt ép phải làm cái này hay nọ hay kia kiểu như vậy họ cảm thấy như cái mối quan hệ này bạn hơi lạnh lùng hơi không có nhiều um, tình cảm với họ hoặc mối quan hệ này có sự hơi bị tô xít một cái điều gì đó có thể là um, mang mang cái tính của sự gọi là mất cân bằng với sự cho đi và nhận lại một người cho đi thì nhiều một người thì nhận lại thì một người thì cho đi nhiều một người thì chỉ biết nhận ha và không có biết trân trọng thì mình thấy là như vậy mặc dù động lòng đó nhưng mà trong lòng thì vẫn còn mang những cái vướng bận ha người này mình thấy họ ước gì ước gì bạn biết suy nghĩ hoặc là hai bên cùng nhau và tỉnh ngộ và biết rồi là thay đổi và có một cái sự giải quyết những cái mâu thuẫn có sự chữa lành và vẫn còn có thể gắn kết được với nhau ừ. bởi vì có thể là họ dành cho bạn khá là nhiều tình cảm thậm chí họ đã từng rất là muốn có tương lai vững vàng hoặc thậm chí là kết hôn với bạn nữa ừ. thì có một số bạn là cái đối tượng cũ nào đó nha rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó kim ngưu, song tử, <laughs> bạch dương, sư tử, nhân mã, cự giải, song ngư, bảo bình rồi chữ cái trong tên w m Tờ J U B phở giờ hoặc đờ, G Khuya Y dài R Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn